Hello, xin chào 500 anh em nha. Ok, thì mình chốt đơn vào việc luôn nha anh em. Đây, cùi này là cùi xin xây xâm. Thì quá đẹp luôn, khỏi phải giới thiệu nữa. Dòng này là của E150 nha anh em. 135 Winner Sonic Rider quay video. Nói chung là có đủ cho anh em chơi nha. Rồi đây, 600 ngàn một cái thôi, 600 một cái. Combo luôn, có dĩa, dĩa nhôm Edon á là 1050 nha. Tặng kèm cho anh em 4 ốc, 4 lông đời. Rồi đây, vô sẵn cái gì? Đó, quay đại đại gì cho anh em coi thôi. Khỏi mất coi. Đây, dĩa tải nhôm Edon, đủ cái dòng xe nha anh em. Anh em chơi là inbox là lậm dao luôn nha. Đó, sẵn toàn bộ nha anh em. Chỉ lẻ thì cứ mạnh dạn lên luôn, inbox cho mình nha. Đó, này Rider Sushi. Rồi cái này là cùi E150 V2. Rồi vậy thôi. Rồi cảm ơn và xin chào anh em nha.